thì nó cũng có cái duyên của nó. Có người thì Đã. nó khi đầy người làm nó không. Đây là buổi chiều mình đang đứng ở phía trước cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhé. Đây cũng là một cái buổi chiều cuối tuần rồi. Đây mọi người bắt đầu là chuẩn bị dục dịch làm ăn từ bên Trung Quốc về Việt Nam và từ Việt Nam về bên Trung Quốc. Đây có cô này, cô cũng rất là chịu khó. Buổi chiều vẫn còn tranh thủ bán kiếm thêm chút đỉnh. Em người đâu nhỉ? À, Hưng Yên, dân Hưng Yên chịu khó lắm. Và toàn người miền xuôi ra chịu khó làm việc lắm. Cấy cày bây giờ hết ruộng rồi phải đi Và kiếm sống. ngũ này. Các loại. Và đây có cả người nước ngoài, người châu Phi này, họ cũng mà bên Trung Quốc họ về. Là những cái xe đạp bán hàng rong, những họ đi bán mũ này, rồi thuốc lá các loại. Mình đang đứng ở phía cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào buổi chiều nhé, cuối tuần. Đấy là các cái khách khứa du lịch họ đi tham quan về. Này là của người Trung Quốc. Giờ lác đác thấy một số người bác hàng đấy, ta thấy không có sổ, phải có sổ. Đúng không có thẻ ấy. Không có thẻ xanh gì. Kia hình như là một số cô gái người Trung Quốc sang bên đây chơi sòng bạc. Cô thuê vào cầu khách hàng đúng không? Cô thuê vào cầu khách hàng đúng không? Ấy dẻo ơi. Rất nhiều người họ bây giờ mới đang bên Trung Quốc họ về, họ xách rất là nhiều hàng. Đây chúng ta có thể vào tham quan cái bãi đỗ xe của người xách hàng này, rất là đông. Rất là nhiều xe máy. Cô xe máy, cô bắt được xe máy. Anh nhớ gì vậy ơi?
Mua bánh ăn nhá, sao đỉnh mình ơi. Khách Trung Quốc họ sang bên Việt Nam chơi, bây giờ họ theo đường cửa khẩu quốc tế họ về. Về trước 5 giờ chiều thì họ này đóng dấu qua cửa khẩu họ về. Đây là một cái bãi đỗ xe của người xách hàng Việt Nam sang bên Trung Quốc. Họ đỗ xe đây rất là nhiều. Chúng ta quan sát chúng ta thấy là rất nhiều xe máy đây, hàng nghìn cái xe máy của những người xách hàng bây giờ bắt đầu họ mới bên Trung Quốc họ về. Rất nhiều xe máy. Đây trước mặt chúng ta là một người ở bên Việt Nam đang xách hàng từ bên Trung Quốc về. Mình cũng ít khi vào đây vào buổi chiều, nhưng hôm nay mình tranh thủ mình quay vào buổi chiều cho mọi người xem cái không khí ở cái khu vực cửa khẩu này. Mọi người bán hàng rong chè đỗ đen. Chè đỗ đen, chè nếp. Bên Việt Nam cũng đang chuẩn bị hàng họ là đưa về Trung Quốc. Và chúng ta thấy là mọi người bên Trung Quốc cũng từ bên Trung Quốc về Việt Nam, họ lấy xe máy đi về nhà. Cái tòa nhà trước mặt chúng ta là tòa nhà Quảng trường Hòa Bình, nhìn ở phía bên đằng sau nhé. Thế còn cái chỗ này là cái chỗ cửa khẩu mà mọi người bên Trung Quốc về là họ gửi xe máy ở đây. Sau đó là họ lấy xe máy đi về nhà. Tầm này là 15 giờ nhé. 15 giờ chiều. Đấy, mọi người là hối hả là ở hai bên quốc gia Việt Nam và Trung Quốc hối hả trở về. Người thì về bên Trung Quốc, người thì quay trở về bên Việt Nam. Mọi người là trở về nhà sau một ngày làm việc. Gọi cho anh hình như là đít những cái vali là họ xách hàng ấy, hoặc là những cái hàng mà người ta chở trên xe máy là người ta đem từ Trung Quốc về. Thì những cái lượng người xách hàng này nếu họ không có xe máy thì họ lại đi xe ôm. Thế dẫn tới là tạo điều kiện công ăn việc làm cho một cái nhóm các bác làm xe ôm ở phía trước mặt màn hình của chúng ta.
ba thì bốn thùng, bốn thùng, bốn thùng. Hàng nghìn người, cứ mỗi ngày có hàng nghìn người sang bên Trung Quốc họ xách hàng, họ làm các cái công việc ở bên đấy. Phía trước mặt chúng ta là trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Bắc Luân. Đứng ở vị trí này thì chúng ta thấy là những người Trung Quốc họ đi về phía bên Trung Quốc, họ đi về phía phía cái đường cửa khẩu này. Đấy, có hai người Trung Quốc họ đi về nước, họ đi theo cái đường này. Có thể họ sang chơi làm ăn, họ đi đánh bài, sang đây chơi làm ăn xách hàng hoặc đánh bài các kiểu. Cái vị trí này rất nhiều taxi họ đón người Trung Quốc ở phía này. Đây một số bác taxi này, rồi lái xe ôm công nghệ này, đang dỗi đá cầu với nhau. Mình đang đứng ở cái phía cái chỗ này là người đi xách hàng bên Trung Quốc, là họ về theo cái đường này vào. Tầm này 5 giờ chiều là họ về, là vừa kịp thời gian xách hàng trong một ngày. Ở đây một ngày họ có thể xách hàng 2 chuyến hoặc là 3 chuyến hoặc là có nhiều nhiều chuyến hơn. Họ có thể đi đi lại lại được. Trên tay họ có thể xách nhiều cái mặt hàng bình thường nữa. Ví dụ như có thể là mì tôm hoặc xà phòng, rồi đủ các thứ. Đủ các loại. Rất đông người. Đây cũng có cả những người Trung Quốc họ sang đây tối để họ chơi chơi bài nhé. Nó sẽ em cho đấy xong kiểu qua đấy kinh nghiệm. Người Trung Quốc họ lại về tầm này trước 5 giờ 5 rưỡi là họ vẫn về nước được. Có thể là họ sang chơi. So với ngày xưa thì mình cảm giác là bây giờ cái lượng người sang bên Việt Nam này cũng ít. Cũng sau đại dịch này rất là ít. Mọi người sang đây xách hàng đủ các tầng lớp, đủ các cái lứa tuổi, mình thấy già có và trẻ có, thanh niên cũng có mà già có, trẻ có, trung tuổi cũng có. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tập này cũng 5 giờ 5 rưỡi nhé. Mọi người trở về nước rất là đông. Chúng ta thấy là người Việt Nam thì trở về bên Việt Nam, còn người Trung Quốc thì họ lại trở về bên phía Trung Quốc sau một ngày buôn bán, làm việc, sách hàng, rồi vui chơi giải trí. Những người bên trở về phía cổng bên tay phải của mình là trở về Việt Nam. Như hai cô này là họ trở về bên Trung Quốc này. Hai cô này trở về bên Trung Quốc này. Đây buổi chiều có cái bác bán bánh mì này. Tranh thủ làm cái bánh mì. Mọi người chưa kịp ăn uống hoặc là có thể ăn lót dạ đói, tranh thủ ăn bánh mì ở gần cái khu vực cửa khẩu này. Đây như kiểu bánh bò ấy, à bánh dậm, bánh giò, à bánh giò, rồi. Bánh giò. Vâng. Đây tới rồi. Đấy, dai cho tương ớt mới cả thìa. Thìa đâu? Đấy. Dai dai dỡ hộ phải. Đó là. Bao nhiêu tiền mì đấy ạ? Để bánh giá. 10. Dai 18. Con đặc sản đây. Vâng, đặc sản. Bao nhiêu cái sao nó lạ cả thế nhá. Vâng, cái đấy 10.000 đấy. Rất là nóng hổi trong đó. 4. Các bạn ra cửa khẩu Móng Cái tham quan rồi là thưởng thức ẩm thực Móng Cái nhá. Thưởng thức được ẩm thực Móng Cái, yêu quê hương và gái Móng Cái rất xinh đẹp, luôn luôn chào đón các bạn nam, còn dai đẹp Móng Cái chào đón các bạn nữ. Lợn Móng Cái chấm đâu? Có tương ớt đây này. Không phải nước chấm đâu. Không cần đâu. Không tương ớt đấy, cũng cho nước tương ớt vào, không có nước mắm mì rất là rẻ nhá, dân dã. Bánh mì, bánh chưng các loại bánh giá. Không khác được. Rồi rồi đã ghi nhận. 10.000 sắp năm giá. Rồi. Đây cái bãi đỗ xe này mình quan sát thấy là cũng rất là đông xe gửi ở đây, hàng nghìn chiếc xe. Cô lúc về cô đoán đi. 50k. 50k một thùng ha, tất cả. Đây là họ xách hàng bên Trung Quốc về. Đồ đâu rồi, cô đoán cầu à? Giờ là 5 giờ rưỡi, mọi người hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc xách hàng mệt nhọc. Phía trước ta là quảng trường Hòa Bình nhé. Còn bên cái chỗ treo cờ này là kiểm soát biên phòng này. Cái trạm kiểm soát biên phòng xanh xanh này. Bánh nhá gia đình mình ơi.
anh ăn nhé, gia đình nghỉ ngơi. Buổi tối họ người Trung Quốc họ cũng sang phía bên đây chơi bài này. Đấy, chúng ta thấy bên rẽ bên tay trái này để Trung Quốc. Phía đi cái cửa này là về Việt Nam. Ơi, mà bánh ăn nhá gia đình mình. Chẳng muốn đi đâu nhỉ? Ở đây nhiều khi chúng ta cũng không nhận được ra người Trung Quốc và người Việt Nam đâu nhé. Họ có thể nói được hai thứ tiếng cùng một lúc. Đấy có cái bác cái vác cái thùng hàng. Người khỏe thì vác thùng to, người yếu thì vác thùng nhỏ, túi nhỏ. Bác nhỏ à. Bác là đi vào trong, tôi được vào cái bác quay đấy ạ. Họ cấm. Không, cấm. Biết đâu. Ăn chơi nhỉ mình ơi. Ăn rồi. Ăn này quá. Ăn con nha. Đi. Đâu? Đang ở Móng Cái à? Đang quay ở dưới cửa khẩu Móng Cái. Đang ở chỗ nào đấy? Thẩm mỹ sang trọng lắm nhỉ? À, tí nữa gọi điện lại nhé, đang quay phim. Không, vào đấy họ cũng không vào. Mọi người đi xếp hàng về thì cũng tạo điều kiện cho rất nhiều các cái bác tài xế lái taxi và lái xe ôm để có kiếm được chút đỉnh trong ngày. Hiện giờ là tầm 5 rưỡi gần 6 giờ mình vẫn thấy là mọi người trở về rất là đông. Chắc cũng họ cũng phải đi đến tầm 6 giờ 6 rưỡi mới về được đến nhà. Tầm ở đây mấy giờ mà đóng cửa khẩu? 8 giờ. Mọi người có thể đóng cửa khẩu sau trước 8 giờ nhé. Sau 8 giờ là họ sẽ đóng cửa khẩu. Như vậy là trong cái khoảng 8 giờ đổ lại thì từ mọi người vẫn có thể trở về bên Việt Nam hoặc bên Trung Quốc. Sau 8 giờ họ sẽ đóng cửa khẩu. Vậy thì tầm này là 6 giờ thì vẫn còn thoải mái. Mọi người vẫn có thể đi về thoải mái. Mua mang về Trung Quốc cho cháu ăn đi. Hai cháu của ngày đây này. Cháu ở Khang. Đúng lắm ạ. Đi lắm rồi đây. Ăn nhớ. Ăn bánh nhớ nhờ mình ơi. Tốt ăn lắm nhỉ bạn.
thật là đồng ý rồi. Chí sáng bánh, trưa bánh và tối bánh. Ăn nhớ em. Được rồi em ơi. Này bạn đi còn một nữa. Họ vẫn tiếp tục bên phía Trung Quốc về. Đây có cái tòa nhà Quảng trường Hòa Bình này. Đây là nơi tập trung khách quốc tế người Trung Quốc ở đây. Họ trở về nước, họ làm thủ tục, họ cũng tập trung ở cái tòa nhà này. Tòa nhà này cũng của người Trung Quốc xây dựng bên đất Việt Nam. Nay vào buổi chiều thứ 6, chắc là khách họ chưa về, rất là vắng khách. Bây giờ chúng ta thấy đường phố đã lên đèn, mọi người đã trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Cuộc sống cứ mưu sinh tiếp diễn, ngày nào cũng như vậy trôi qua. Thì mình review sơ qua một cái cửa khẩu vùng biên giới giáp Trung Quốc cho mọi người xem. Mọi người nhớ đăng ký kênh, ủng hộ, like và chia sẻ. Khỏe à? Trời cũng đã bắt đầu tối, mình lững thững đi về. Đây là phía trước cửa khẩu quốc tế Móng Cái, buổi chiều tối. Các xe du lịch cũng đã trở về bến bãi để chuẩn bị cho một ngày mai chở khách. Trước mặt chúng ta là cái tòa nhà đen đen màu xám xám, xây dựng theo kiểu phong cách Trung Quốc này, chưa đưa vào hoạt động nhé. Sau mấy chục năm vỡ nợ chưa đưa vào hoạt động, cũng rất là đáng tiếc. Phía bên đây là quảng trường Hòa Bình, một số khách người Trung Quốc đang đợi để trở về nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ tầm khoảng 6 giờ tối rồi nhé. Vì thời gian có hạn cho nên là mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp mọi người trong những video clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.